xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là những ngày giữa năm của năm 2022 và có rất là nhiều vấn đề băn khoăn về cái dòng tiền đầu tư trong thời điểm này. Rất là nhiều khách hàng không biết lựa chọn đâu là cái kênh đầu tư thuận lợi, an toàn và gọi là vốn và dòng vốn ổn định và dòng lãi sinh lời gọi là cao. Thì có mặt trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay thì Phước Sửu giới thiệu đầu tiên đó là Thanh Huy, là một người gọi là đầu tư cũng khá nhiều trong rất là nhiều lĩnh vực. Thì hôm nay là Thanh Huy sẽ phân tích cho quý anh chị và các bạn nắm rõ một vài cái kênh đầu tư mà Thanh Huy đang lựa chọn. Chào anh Sửu, chào chị Hoa, chào chị Vi, cùng với quý vị đang theo dõi kênh. Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, thì gần như là cái kênh đầu tư mà mình đang định hướng á, là trong cái mùa dịch á, thì có đầu tư vào cái hướng chứng khoán. Chứng khoán trong mùa dịch thì khá là ổn định, trên thị trường khá là ổn định. Chắc là do là không được ra ngoài làm ăn gì này nọ thì tiền chỉ đổ vào cái nguồn đó thôi. Nên cái kênh đó là tương đối tốt trong cái mùa dịch. Còn tiếp theo sau đó thì trong đúng là khoảng thời gian này chứng khoán có vẻ nó chỉnh một xíu về vấn đề, về những vấn đề liên quan, có thể là xuống khá là nhiều so với thời điểm dịch. Đó, thì cân bằng lại thì cái nguồn tiền mà đầu tư cái khoản chứng khoán mà mình đổ vào thì gần như là nó trở về con số là thời điểm ban đầu, nó chích lỗ xuống một xíu thôi, nhưng mà em nghĩ trong khoảng thời gian tới thì nó sẽ cân bằng lại về mọi chính sách. Thì cái xu hướng thị trường chứng khoán của Việt Nam á, thì theo nhận định á, thì sẽ có mức tăng lại, chuyển biến tăng lại trong thời gian tới. Nhưng mà để mà nói về cái kênh an toàn để mà đầu tư thì em cũng nhận định được là có thể là em chuyển hướng sang đầu tư hướng khác chứ không hẳn là chứng khoán không. Một phần thôi, mình sẽ chích thêm một phần, tại vì để mà cái thời gian mà nó tăng trưởng hoặc là nó giữ được cái nguồn tài sản cho mình á, thì cái hướng khác sẽ, em nghĩ là chị Hoa với chị Huy sẽ, chị Vy sẽ chia sẻ thêm những cái hướng đó. Cảm ơn Thanh Huy rất là nhiều. Thanh Huy đưa ra một cái giải pháp là đúng là bây giờ không có bỏ chung một rổ nữa, và bây giờ là chia nhiều rổ ra và nó sẽ có lợi nhuận và nó có cái nhiều mức tăng trưởng để phù hợp và gọi là cân đối lẫn nhau. Thì Phước Sửu trao đổi với chị Thùy Vi, chị Thùy Vi có thể là trao đổi cho Phước Sửu một tí xíu là thời điểm này chị đầu tư vào dòng sản phẩm nào, và dòng cái sản phẩm mà chị đầu tư vào nó có mang cho chị cái lợi nhuận và cái sự an toàn hay không? Xin chào quý vị khán giả, xin chào Sửu, xin chào chị Hoa, xin chào Huy. Thì bây giờ thì hiện tại bây giờ thì Vi đang trước đến giờ thì cũng có nhiều bạn rủ về cái kênh chứng khoán với lại tiền ảo, nhưng mà vì tại Vi cũng khá là bận cho nên là không có thời gian tham gia. Thì đa phần là hồi xưa giờ Vi chỉ đầu tư vô cái lĩnh vực bất động sản thôi. Thời điểm trước thì mình có đầu tư lĩnh vực đất nền ở tỉnh á, nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì cái đất nền tỉnh nó cũng đã chững lại. Do đó là mình tập trung về Sài Gòn để mình khai thác về cái giá trị dòng tiền. Tức là mình tập trung mình khai thác cái phân nhà cho thuê. Thì để mình hỏi sơ qua một tí xíu á, chị phân tích về cái dòng nhà cho thuê thì chị có thể là cụ thể rõ hơn cho quý khách hàng ở đây á, là chị cho thuê theo hình thức nào? Và cái đó là có phải là cái trend và có cái là nó phù hợp với lại cái thời điểm này hay không? Thì trong khi là tình hình đã gọi là dịch Covid về nó vấn đề cho thuê thì nhiều khách hàng đang rất là ngại về cái vấn đề đó. Đúng rồi. Thì đúng là cái phần khi mà mình cho thuê nhà thì nếu mà mình bị tác động bởi dịch á, thì thời điểm trước thì cũng có nhiều bạn đang làm thì phá sản bởi cái dịch Covid. Tức là khi mà cái lực lượng lao động họ về quê hết thì không có cho thuê được. Nhưng mà cái giai đoạn sau dịch thì người lao động lại trở lại Sài Gòn á, thì cái phòng á nó trở nên là khan hiếm. Vậy là thuê theo dạng phòng không chị? Đúng rồi.
với cái hình thức này là chị mua đất đầu tư từ xây dựng lên văn phòng cho thuê hay là chị thuê cho thuê lại không ạ? À, cái này thì mình từ xưa giờ thì mình hay làm theo dạng là mình mua đất xong rồi mình làm phòng lên và mình đợi cái giá đất nó tăng giá luôn. Tức là mình có vừa có dòng tiền vừa có cái tăng giá của bất động sản đó. Và cái mức độ đầu tư theo chị như vậy thì lợi nhuận tốt hay không? Thì theo mình thì mình thấy là khá ổn, tại vì mình vừa giữ được tiền, mình vừa là có được cái dòng tiền, rồi cái giá trị đất nó cũng tăng nữa, thì mình sẽ lựa chọn những cái miếng đất mà mình cảm thấy là vị trí đẹp mình giữ lại. Đối tượng cho thuê của chị là ở đây là những người nào là thuê những cái dòng sản phẩm? Nó tùy theo, ví dụ như khu vực á, tức là khi mà mình chọn cái khu vực ở dưới Bình Tân á thì đa phần sẽ là công nhân. Rồi ví dụ như mình chọn cái khu vực bên Phước Kiển đi thì đa phần sẽ là sinh viên và nhân viên văn phòng. Và ví dụ như là chị có dự kiến là chị sẽ là mở rộng mô hình của mình và đi tất cả những tỉnh khác hay không? Sắp tới thì mình cũng có hướng mở rộng á về cái phân khúc khách du lịch nữa. Tức là mình sẽ nhắm vô cái sinh viên, nhân viên văn phòng và khách du lịch. Quá tuyệt vời, cảm ơn cái chị Vy đã phân tích một cái kênh đầu tư rất là hợp lý, gọi là vừa về phân tích vừa là về là dòng tiền và những cái lãi vốn mà chị Vy đang đầu tư. Thì sau đây là có chị Huỳnh Hoa, là một nhà đầu tư rất là lâu năm và chị cũng đã đầu tư rất là nhiều nơi ở nhiều tỉnh khác nhau. Nhưng mà thời điểm khó khăn như vậy đó thì chị Huỳnh Hoa chọn kênh nào là tiêu chị là hợp lý nhất? Và chị đã và đang đầu tư ở đâu? Thì chị Huỳnh Hoa có thể là chia sẻ cho cả nhà ở đây nắm được cái thông tin của mình. Huỳnh Hoa xin chào tất cả các khán giả đang xem kênh. Thì nãy giờ các anh chị cũng phân tích là các kênh đầu tư nào hiệu quả thì các anh chị cũng đã nghe qua là nào là chứng khoán, đồng tiền ảo. Thì thật ra thì mình không có quan tâm tới những cái kênh đó vì mình không có kiến thức, là mình không có quan tâm đầu tư. Thì trước giờ thì mình cũng đi đầu tư bất động sản thôi. Nên là cái hiện nay thì cái tình hình mà lạm phát tăng cao á, thì mình nghĩ là cái dòng tiền mà để mà đổ vào bất động sản thì người ta cũng rất là quan tâm để giữ cái dòng tiền cho nó có giá trị. Thì giống như mình thì ví dụ như năm nay thì mình đã chừa một cái ngân sách để mà mình chi tiêu, quỹ tiền mặt mình chi tiêu cho một năm để mình chờ. Thì mình cũng có đi đầu tư bất động sản đất lớn, đất sào ở vùng như vùng Đồng Nai, Long Thành. Thì mình đầu tư là dài hạn chứ mình không có đầu tư lướt sóng, nên mình cũng mục tiêu của mình là để từ 3 đến 5 năm. Thì trước kia thì mình cũng có đầu tư đất sào, thì hiện nay thì giá đất nó cũng đã tăng gấp 3 lần rồi. Đó, thì tới giờ thì mình đợi cái mức giá kỳ vọng thì mình bán ra thôi. Quá tuyệt vời, cảm ơn chị Huỳnh Hoa đã chia sẻ. Thì tất cả các kênh ở những cái anh chị ở đây phân tích thì Phước Sửu cũng đang lựa chọn cái kênh đó là tiền ảo. Thì cũng như Thanh Huy đã chia sẻ thì trong mùa dịch là những cái tiền ảo và chứng khoán là một cái kênh đầu tư rất là tốt cho nhà đầu tư, gọi là bởi vì nó dòng tiền nó ổn định và mức độ thanh khoản rất là tốt. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì tất cả các kênh đó gần như là đang giá nó đang xuống và gần như là đóng băng. Thì cái giải pháp của Phước Sửu là khi mà mình đã đầu tư vào đó rồi á thì sẽ cho cái mức và nguồn vốn của nó nằm im ở đó luôn, gần như sẵn những cái dòng tiền ở đó là mình đóng băng lại và mình không còn suy nghĩ đến nó nữa, hạn chế là cắt lỗ trong thời điểm này để cho nó bảo toàn được cái nguồn vốn của mình đầu tư. Bởi vì những cái kênh này thì nó sẽ có chiều hướng lên xuống trong thời gian nhất định, không phải là 1-2 tháng nhưng mà có thể là 1-2 năm thì dòng tiền nó sẽ trở lên lại, thì mình sẽ quên cái dòng tiền đó đi và mình sẽ suy nghĩ thêm một hướng khác, mình sẽ tìm tòi đầu tư theo những cái hướng khác nhau. Giống như là chị Vy và chị Hoa đang nói, mình không đầu tư những cái sản phẩm nhà đất cao cấp và những cái sản phẩm có giá trị nữa, thì mình sẽ đầu tư theo hình thức phòng cho thuê. Giống như chị Vy lại có thể là thuê những căn nhà lớn và sau đó là cho thuê lại theo giường, giống như là cho thuê dạng sinh viên.
Và như chị Hoa đang nói nữa là mình có thể được về vùng ven, thay vì mình đầu tư hàng chục tỷ, 30-40 tỷ thì mình sẽ đầu tư 3-4 tỷ, từ 1 tỷ đến 3 tỷ, mình sẽ mua những đất xào, đất mẫu nhỏ, bởi vì sau cái tình hình dịch Covid thì rất là nhiều nhà đầu tư đang đổ dồn về mua đất tỉnh, nên cái dòng tiền và những cái sản phẩm giá trị của đất tỉnh nó sẽ là tăng gấp đôi, gấp ba và có thể tăng gấp năm, rất là nhiều tỉnh khác nhau, nhiều phương xử và mọi người ở đây nhận thấy. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ những cái thông tin và cái kênh đầu tư của mình trong thời điểm này. Quý anh chị mà cần thêm cái thông tin đầu tư hoặc là có những cái cần những cái phân tích hoặc nhận định của những anh chị ở đây thì sẽ có những cái video tiếp theo để quý anh chị cùng lắng nghe và chia sẻ mọi đóng góp và những cái bình luận của quý anh chị thì có thể là để ở dưới để cho mọi người ở đây gọi là nhìn nhận lại những cái nhận định của mình như vậy là có đúng và chính xác thực tế hay không, để có những cái video phù hợp với quý anh chị. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn lại cả nhà có nhiều video sau.